Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Ngân hàng Ô tô và nhân hiệu Thanh Xe Tốt. Một kênh xe hơi đã qua sử dụng uy tín, có địa chỉ tọa lạc tại số 8 và số 9 phố Thành Thái, Vọng Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay là một ngày mà thời tiết rất là mát mẻ và nếu chúng ta không đi làm thì nên đi chơi. Bởi vì ngày hôm nay thời tiết quá là yêu thương luôn. Và nếu không đi chơi là hơi có lỗi với mẹ thiên nhiên. Và muốn đi chơi thì phải làm gì ạ? Vâng, phải sắm cho mình một chiếc xe. Mà chiếc xe đấy lại là cái chiếc xe gầm cao thì càng tốt. Vâng, Thanh muốn nói đến đó chính là chiếc xe mà Thanh muốn giới thiệu cho quý vị anh chị ngày hôm nay. Vâng, chiếc Kia Seltos phiên bản Premium 1.4 biển thành phố đang có bên cạnh Thanh đây. Và trước khi đi vào cụ thể chi tiết chiếc xe này thì Thanh cũng muốn nói qua là phiên bản Kia Seltos ra đời từ cuối 2020 do Thaco Trường Hải phân phối lắp ráp tại Việt Nam. Và đây là một trong những mẫu xe là cực kỳ ăn khách trong thời gian đó đến bây giờ. Và nhất là khi ra mắt thì nó đã cung không đủ cầu. Những ai muốn đặt chiếc xe này thì cũng phải 1-2 tháng, thậm chí là 3 tháng mới có chiếc xe này về tay. Mà lúc đó thì chiếc xe này nó rơi vào khoảng 719 triệu. Chưa có ra tên. Nếu ra tên loanh quanh nó rơi vào hơn 800. Điều gì đã làm nên chiếc xe nó hot như vậy? Bởi vì nó có rất nhiều cái khác biệt. Đây là một trong những phân khúc dòng CUV, tức là crossover, ra đời để cạnh tranh với Kona, cạnh tranh với EcoSport, Vitara và HR-V. Tuy nhiên thì ở kích thước của chiếc xe này nó có nhỉnh hơn những chiếc xe Kona hoặc những chiếc xe Thanh vừa nói tới một chút, bởi vì cái chiều dài chiều rộng của xe nó lần lượt nó là rơi vào khoảng 4m3, 1m8 và 1m65. Chiều cao của gầm nó cũng rơi vào khoảng 200. Và đặc biệt chiếc xe này nó có cái bán kính quay góc quay trong phố nó lên đến 5m3. Vì vậy 5,3 nên là nó làm cho chiếc xe rất là linh hoạt. Và Thanh nói đôi nét về chiếc xe này như vậy. Còn cụ thể thì đây là một chiếc xe Premium 1.4, nó khá là full đồ và nó có nhiều tính năng hơn so với bản tiêu chuẩn và Luxury. Thì cụ thể nó như thế nào thì mời quý vị anh chị và các bạn cùng với Thanh đi vào chi tiết chiếc xe này nhé. Điều thứ nhất, chiếc xe này là sản xuất 2020, biển thành phố, một chủ từ đầu, chạy hơn 2 vạn km. Và ngoại thất nó là màu trắng và nội thất là màu xám và đen. Và tổng quan của chiếc xe này thì Thanh đánh giá đây là một chiếc xe khá là lướt, mới chạy hơn 2 vạn km và ngoại thất nước sơn nó lên đến khoảng 95-96% là zin anh chị nhé. Rất là đẹp và toàn bộ phần đầu xe thì được nhà Kia thiết kế rất là đẹp mắt. Ví dụ như là các cái đường ốp mạ chrome từ trái qua phải, đặc biệt là hệ thống chiếu sáng của chiếc xe này là full LED hết toàn bộ. Tất cả là full LED từ đèn pha đến đèn gầm đến xi nhan, tất cả là full LED và có cả đèn báo lái daylight ban ngày đầy đủ đấy. Mặt ca lăng thì vẫn thiết kế theo dạng mũi hổ truyền thống của nhà Kia trong suốt thời gian hiện nay đấy. Tiếp đến thì chiếc xe này được thiết kế các cái đường gân, nó làm cho chiếc xe này vô cùng mạnh mẽ và thể thao, cộng với các cái ốp xung quanh để tránh va quệt, tránh bị lộ khi mà bị xước sát vào quệt. Và xe này được trang bị 4 cái mâm, tức là 4 cái la răng dạng quay CNC hình chữ Y dài, mang 17 inch đấy, rất là đẹp mắt, 4 phanh đĩa luôn. Và được trang bị lốp Continental hàng hiệu theo xe nhé anh chị nhé. Đó, bậc bước chân này thì khi mà sản xuất ở tại nhà máy thì đã được trang bị rồi. Đó, và chiếc xe này tổng quan thì nó khá là đẹp, nó gần như một chiếc xe siêu lướt. Đây, ốp mạ chrome rất là đầy đủ. Nói đến xe của Hàn Quốc thì option chắc chắn là không thể thiếu. Và đặc biệt nó là chiếc xe Seltos thì nó đã được cách điệu và khắc phục những cái chi tiết của những chiếc xe trước không có để có full đồ ở trong chiếc xe này. Cũng khóa một trạm thông minh rồi, cũng điều khiển gương điện rồi là đèn trên gương. Đặc biệt ở phía đuôi của chiếc xe này được thiết kế nó cũng khá là đẹp mắt luôn anh chị nhé. Đặc biệt với đuôi lướt gió để tránh gió tập trung
xoáy ở đằng phía đuôi xe làm cho chiếc xe lướt hơn và chạy đầm chắc hơn. Với logo là premium nổi bật ở phía đằng sau và đèn cũng hai mảnh full LED. Đấy, mạ chrome ốp đằng sau viền được kết hợp chạy liền từ trái qua phải với đèn lùi. Và đặc biệt chiếc mông này được trang bị cả cảm biến va chạm. Và cái cúpô này làm cho chiếc xe có cái đuôi thêm phần thể thao, nó giấu cái ống xả vào bên trong. Đấy, đèn phản quang phía dưới. Cái cốp xe của chiếc xe này thì nó khá là rộng rãi anh chị nhá. Cốp thì vẫn là cốp cơ thôi. Đấy, cốp cơ, bởi vì nó là một cái dòng xe hạng trung. Đây, lốp dự phòng xe này chưa hạ, kích vẫn còn nguyên, tất cả đồ nghề vẫn còn nguyên hết ở đây, chưa sử dụng một lần nào. Chủ xe cũng dùng các cái ốp đồ chơi tránh cho xe bị xước sát anh chị nhá. Đó, khá là rộng rãi. Cái phần khoang hành lý này nó lên đến khoảng 433 lít cho chúng ta đựng thoải mái đồ, đối với một gia đình để đi chơi hoặc là đi công tác thoải mái. Tất cả các keo chỉ này thì không thể bàn đến nữa, bởi vì chiếc xe này nó là một chiếc xe là khá là lướt, đi có hơn 2 vạn km thôi thì chúng ta không bàn đến về vấn đề keo chỉ nữa, bởi vì những chiếc xe bên em nhập vào thì đều được thẩm định rất là kỹ. Đó, đây, mời quý anh chị và các bạn cùng với Thanh đi vào phía bên trong của cái khoang sau. Đây, ngay từ phần cánh cửa thì nhìn vào chúng ta đã thấy được hai màu đen và xám làm cho rất là nổi bật. Và tất cả những cái chi tiết này nó còn khá mới anh chị nhá. Khá mới, hầu như chưa có xước sát gì cả. Đây, rất là mới. Trang bị rất là đầy đủ. Đây, keo chỉ rất là ok. Đây, tạm nhìn thấy trước mắt luôn là các cái phần ốp. Chủ xe rất là cẩn thận trang bị. Sàn xe đã được bọc ra và phía đằng sau xe được trang bị là cửa gió điều hòa cho người được ngồi sau không bị nóng anh chị nhá. Đây, ghế sau gần như không có người ngồi. Đấy, rất là căng và được pha hai màu đen và xám làm cho chiếc xe nó vô cùng nổi bật luôn. Ở chiếc xe này thì hệ thống âm thanh nó được trang bị là 6 loa. Và ở phiên bản premium thì nó cũng được trang bị là 6 túi khí, còn ở phiên bản là luxury và phiên bản tiêu chuẩn thì số túi khí nó ít hơn. Đây cũng là cái mà để đánh giá được cái bản đủ hay là bản thiếu anh chị nhé. Ở phần phía trước đây, cửa phía trước rất là mới, sáng, đẹp. Đặc biệt ở phần ghế lái cũng được trang bị ghế điện điều chỉnh đa hướng. Rồi, xe sản xuất 2020. Đây anh chị nhé, 2020. Tất cả là còn đường nét rất là mới, liền nạc. Bước vào phía bên trong khoang nội thất thì nhìn đầu tiên là chiếc vô lăng bọc da dạng đê cắt rất thể thao với logo Santos nổi bật. Và ở trên này thì được trang bị cả ga tự động Cruise Control và rất nhiều phím chức năng điều chỉnh giọng nói. Đặc biệt ở phiên bản Premium này nó được trang bị cả ghế làm mát ghế theo kiểu ba dạng riêng biệt. Đó, làm mát rất là xịn sò đầy đủ. Được 3 chế độ lái tuyết, cát, bùn. Đấy, được trang bị rất là đầy đủ luôn, cộng với cả cái bệ tì tay. Hộp số ở trên chiếc xe này là được trang bị hộp số là ly hợp kép 7 cấp. Đặc biệt là nó chuyển số ở những vòng tua cao rất là mượt mà. Đấy, màn hình ở chiếc xe này thì anh chị chủ xe đã thay cái màn hình Android để cho nó hợp với thời thế bây giờ. Mặc dù 2020 cũng là màn rất là xịn sò rồi, nhưng anh chị chủ xe đã đổi lên cái màn Android rất là đẹp, về quý khách chỉ việc đi thôi, không cần phải làm gì cả. Mặt tablo chiếc xe này còn cực mới anh chị nhá. Đấy, ghế này, xin mời mày quay sát lại đây. Ghế này, ghế phụ gần như mới tinh, không có một cái vết gì gọi là người ngồi. Xe này gần như là một người đi đây. Xe mới chạy có 24.908 km. Đó, rất là mới, khởi động để nổ. Đấy, có Elite View này, không thiếu cái gì cả. Đấy, hệ thống túi khí, 6 túi khí, loa 6 loa. Đây, trang bị cửa sổ trời làm cho chúng ta kết nối với thiên nhiên rất là gần gũi. Đó, và đặc biệt ở phía phiên bản Pre này thì khi vào bên trong nó có cái hệ thống ánh sáng Moonlight, nó làm cho người sử dụng bắt mắt luôn. Đó, tiếp đến thì mời anh chị và các bạn cùng với Thanh, đây, đi ra phía khoang động cơ. Đây là một
cái khoang động cơ là một trái tim của chiếc xe Kia Seltos này. Thì nó mang động cơ gì? Vâng, nó là mang động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, động cơ Kappa 1.4 turbo GDI. Đây là động cơ mới của Kia và chiếc xe này nó còn cực kỳ là đẹp luôn. Tất cả những keo chỉ ốc ác này, máy là còn zin hết anh chị nhá, còn zin hết đó, còn zin mới tinh. Nói chung là chiếc xe này không phải bàn về chất lượng nữa, mà chỉ bàn về giá thôi. Và giá cũng chưa bao giờ êm và tốt như bây giờ. Đây, tất cả những phần này bên em cũng cam kết với quý khách hàng là xe rất là đẹp luôn. Tất cả những chi tiết này bên em quay lên nó như thế nào thì em cũng sẽ tả lại đúng như thế. Đó, tất cả những chi tiết này rất là mới. Em này thì mang trong mình khối động cơ là khối động cơ Kappa 1.4 turbo GDI với công suất nó rơi vào khoảng 138 mã lực ở 242 Nm vòng xoay. Đó, và với hệ thống cân bằng, hệ thống giảm xóc là Max Pension rất là êm ái của những cái dòng xe tầm trung, thì nó cũng được đánh giá là một trong những phân khúc xe đi khá là ok. Đó, và rất là hợp lý trong tầm giá. Trước xe này cũng chia sẻ với quý anh chị và các bạn luôn là trước Tết thì chiếc xe này đang được chào bán với cái giá là khoảng 7.3-7.4, tức là thu về. Nhưng mà hiện nay chiếc xe này đã giảm giá rất nhiều và chưa bao giờ giá tốt như bây giờ anh chị nhé. Chiếc xe này hiện nay bên em mới chào bán có khoảng hơn 600, tức là khoảng 660, 665 triệu thôi, là có thể anh chị đã đến xem và thậm chí còn đàm phán thêm về giá. Chưa bao giờ giá tốt như bây giờ. Và cũng có thể nói rằng đây là một trong những chiếc xe hiện nay dễ mua và giá cực kỳ tốt, chưa bao giờ tốt như vậy. Và nếu anh chị có nhu cầu, thật sự đang có nhu cầu một chiếc xe gầm cao, crossover, giá tiền vừa phải mà lại được chiếc xe mạnh mẽ, option nhiều và rất là mới như chiếc xe này, thì đừng ngần ngại, hãy đến ngay với bên em để được tìm hiểu, chạy thử này, tìm hiểu này, được tư vấn này, và còn thể đàm phán thêm về giá. Đấy, một lần nữa thì em xin cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi video về chiếc Kia Seltos 1.4 biển thành phố, ra Hà Nội sẽ không mất tiền biển ngày hôm nay. Và chiếc xe này chạy cũng ăn rất ít xăng anh chị nhé, động cơ 1.4 turbo ăn rất ít xăng. Một lần nữa thì Thanh xin cảm ơn quý vị anh chị đã yêu thương và theo dõi video ngày hôm nay về chiếc Kia Seltos này. Hy vọng quý anh chị hãy nhấc máy lên và gọi cho Thanh để được tư